Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thất Gia TV. Và mình dám chắc chắn với bạn một điều, đó chính là khi mà các bạn đến salon barber size và tại buổi tóc, vuốt tóc xong rất là đẹp, nhưng khi về nhà thì các bạn tóc các bạn lại không thể đẹp được đi ở salon. Thì tại sao như thế? Bởi vì là stylist ở barber size có những cái bí quyết riêng, và bí quyết của họ đó chính là sấy tóc. Và đó là bước rất quan trọng. Anh em hiểu nôm na đơn giản, đó chính là sấy tóc nó như là tạo khung cho mái tóc của chúng ta, còn sáp nó chỉ là chất kết dính để giữ cái khung ấy thôi, giống như kiểu chúng ta xây nhà ấy. Thì ngày hôm nay tôi và anh Huân sẽ có những cái bí quyết riêng của bản thân, kinh nghiệm riêng của bản thân để chia sẻ cho các bạn thôi, để các bạn có được cái mái tóc tự tạo kiểu tại nhà mà đẹp như ở salon luôn. Thì những cái tip này nó rất là nhanh, rất đơn giản, và khi các bạn áp dụng vào ấy, tôi chắc chắn và đảm bảo với các bạn rằng là các bạn sẽ có mái tóc cực kỳ đẹp. Trong nội dung ngày hôm nay sẽ có 4 kiểu tóc: layer, side part, quick và sport. Tại sao bọn tôi lại làm 4 kiểu tóc này? Thì đây là 4 kiểu tóc đang được thịnh hành và rất là hot, và nó phù hợp với hầu hết đa số gương mặt của giới trẻ người dân Việt Nam chúng ta. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ không lằng nhằng và nói nhiều nữa. Tôi và anh Huân sẽ bắt đầu luôn để tạo kiểu, để hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn nhé. Như vậy là tôi đã vừa gội đầu xong rồi anh em ạ. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu với kiểu tóc sai phát trước. Đây là sai phát tôi tạo kiểu sai phát vuốt rủ. Thì anh em nhìn tôi kỹ thuật những cái tip rất đơn giản này nhé. Trước tiên này, anh em thấy xong tóc sẽ bị rủ xuống. Đây, tôi để cái này xuống cho dễ. Anh em chia tôi cái phần size ra, tùy anh em thích size 37 hay là 28. Như tôi sẽ để khoảng 28 đi. Đó, anh em để ý tôi chia phần size tóc tôi bằng tay thôi, không cần phải lược lùng gì cả, nó đỡ mất thời gian. Đó, sau khi mà chia xong phần size tóc, tôi sẽ bắt đầu sấy trước phần bên size cho nó khô. Anh em để ý là sấy khô trước cho tôi cái phần tóc mai này. Bởi vì là khi mà anh em đã sấy khô trước cho tôi phần này rồi thì tóc của anh em sẽ có form và có nếp trải đằng sau như thế này. Thì tí nữa anh em sấy đoạn bên này nó sẽ không bị bay mất nếp ở bên này luôn. Cứ yên tâm, tin thôi. Ok, như vậy là tôi đã sấy nó khô được bên này rồi. Thì bên này chúng ta sẽ giải quyết tiếp nhé. Anh em bên này vẫn là ướt nguyên si luôn này. Thì bây giờ anh em chia cho tôi cái phần, đây tôi để cái gì xuống này, chia cho tôi cái phần như thế này. Phần đỉnh đầu, chia tôi phần đỉnh đầu. Anh em cứ lấy bừa tay bừa một đoạn này như này. Đó, anh em trải cho bên này cho tôi. Đây là phần, sẽ là phần đỉnh đầu, phần dựng lên của mình. Đó, và tôi sẽ sấy trước cái phần dưới tóc mái như thế này. Tức là nó gọi là cái phần rủ ấy. Ok, sau khi mà anh em đã sấy khô được cái phần tóc rủ ở dưới này rồi, như tôi đã vừa sấy trước phần này, thì cái phần mà anh em đã chia ở trên đỉnh đầu ấy, anh em lấy lại về đây cho tôi. Đó, thế về, và bây giờ anh em chỉ sấy từ dưới lên trên mỗi cái đoạn đỉnh đầu này thôi. Đây là những cái tip mà kinh nghiệm của tôi có sấy này thôi. Anh em sẽ có được cái form kiểu sấy bao vô dù, nó rất cực kỳ đơn giản, mà không quá mất quá nhiều thời gian, mà không cần phải trải qua những cái máy là được biết gì trong cái đoạn sấy này. Khi thoảng thì tôi sẽ sấy tất cả trên này xuống để cho nó ngược cái mép nếp mái của tôi, ngược với cái nếp tóc. Sau đó thì tôi lại sấy ngược như cũ để cho nó tăng cái độ bồng của mái tóc của tôi lên. Anh em có thể nhìn tôi làm ngay ở đây. Tôi đã vừa sấy xuống, bây giờ tôi lại sấy ngược về như cũ để cho cái nếp tóc của tôi nó lại được phồng hơn. Okay, như vậy là tôi đã có được cái form kiểu tóc sai phát vuốt rủ rồi. Thì anh em có thể nhìn thấy ở đây thì là 3 phần. Anh em trước khi mà tạo kiểu tóc này, anh em chia tôi 3 phần trước khi sấy: phần sai, phần đỉnh đầu và phần tóc rủ xuống.
Thì anh em nhìn thấy là tôi do tôi sấy cái phần này trước nó khô rồi. Bây giờ dù tôi có vuốt lên như thế nào nữa thì tóc nó vẫn chia cho tôi cái phần size riêng ấy. Đó, nên là cái form của này rất là đơn giản. Chia ra mà không bao giờ sợ nó bị ngược ở bên này, nó mất nếp hay là gì cả. Tôi chải bên này xong nó lại về như cũ. Đây anh em thấy chưa? Rất là đơn giản thôi, chải tay phát xong. Và bây giờ việc tôi chỉ cần áp lý sáp vào thôi. Vì cái khung tôi đã tạo xong rồi. Đó. Xin phép anh em, tôi vừa mặc cái áo vào cho đỡ lạnh ở trong nhà, nhưng mà vừa gội đầu xong nó cứ bị đánh lạnh. Hà Nội đang thành ẩm. Đây tôi sẽ sử dụng con sáp Glanzen. Rồi, đối với mái tóc mà anh em đã tạo form xong như thế này thì lượng sáp anh em lấy không cần phải lấy nhiều đâu, chỉ cần ít thôi. Thì anh em đã có khung rồi, nên là một lọ sáp tầm này mà anh em mua về có mấy trăm nghìn, 300-400 nghìn thôi mà anh em dùng gọi cả năm, hơn năm cũng chưa trả hết đâu. Như tôi dùng lôm vãng hết. Đó, bây giờ tôi sẽ bôi vào tay. Anh em nhớ khi mà xoa sáp ấy, xoa đều qua các cái kẽ tay trước, xong rồi các ngón tay thì thế nó dễ hơn. Anh em lùa sáp, lùa tay lên tóc này, anh em lùa các kẽ tay lên thì để sáp nó được bám đều lên các cái chân tóc và sợi tóc của chúng ta, tạo kiểu dễ hơn. Đấy, đánh nhớ đánh kỹ để cho nó tan ra nhé. Và tôi vừa gội đầu xong rồi, mất kiểu sẽ phát không được thì giờ tôi sẽ vuốt kiểu sẽ kiểu hair ơi, thì kiểu này nó cực kỳ đơn giản luôn. Anh em cứ thấy cho tôi cái hai phần này nó trụ với nhau, đấy, hai phần hai bên này nó trụ với nhau, anh em để ý rõ cái kỹ thuật của tôi làm nhé, để tôi sẽ sấy trên này sấy luôn cho nó rõ ràng. Anh em để ý là cái hướng máy sấy của tôi ấy, sẽ chéo từ dưới này lên, chéo từ dưới này lên, đó, phần chéo từ bên này lên. Và mục đích tôi làm như thế để cho hai bên này nó trụ với nhau, để tôi tạo được cái độ bồng lên trên cái mái tóc của tôi. Thì bạn sẽ thấy cho anh em xem kết quả. Khi mà đang sấy thì thi thoảng anh em sấy cho tôi cái phần này nó lên trên này, sấy ở phần giữa này, đấy, xung quanh này, để cho nó tạo được cả thêm một cái độ bồng nữa trên cái mái tóc của anh em. Nên anh em nhìn tôi sấy cho dễ. Friends all around faded, like we've got nothing to lose. Strangers in my shoes. Đấy, anh em thấy là tôi chỉ cần sấy trụ hai bên với nhau thôi là nó gần khô rồi và nó có được cái độ bồng rồi. Đấy anh em, cái kiểu này rất đơn giản, anh em cứ nhìn kỹ thuật của tôi là anh em làm được. Đó, bây giờ cái mái thì sao? Cái mái anh em áp dụng y hệt như vậy, tôi sẽ chéo hai bên vào để nó dày cho cái mái anh em nhìn nó dày hơn. Tôi sẽ làm luôn. Thế như vậy là đầu của tôi đã khô hoàn toàn rồi, thì bây giờ anh em chỉ cần lấy tay để vuốt lại hai cái bên này chụm với nhau để nó có độ bồng, nhìn nó rối rối hơn, nhìn nó đẹp hơn thôi. Đấy, cái mái cũng theo nét luôn này. Đấy, anh em tùy anh em tách như nào á. Thì bây giờ tôi có thể vuốt sáp lên đầu luôn được. Còn tôi nghĩ là tôi không cần vuốt sáp nữa vì tóc tôi đã ok vì đẹp rồi. Đấy, còn anh em nào mà thích tóc phồng hơn nữa thì có thể dùng thêm nửa cuốn để anh em làm như tóc sáp phát của tôi vừa đấy, là anh em dùng này. Đấy, bẻ lên để tạo được cái độ bồng trên tóc. Chứ thực ra là đã làm cái cách của tôi chụm hai bên này vào rồi, xong anh em lấy tay anh em vuốt lên quá ok luôn, tóc đã phồng. Anh em thấy chưa, nó phồng đủ cái gương mặt của tôi, nó không làm gương mặt của tôi nó bị to quá. Hai anh em bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em vuốt tạo kiểu sport nha. Thì cái kiểu sport anh em cần lưu ý mình sấy tạo khung như thế nào. Thì cái phần trên đỉnh này chúng ta chỉ cần hơi phồng một chút, sau đó ôm đầu. Quan trọng nhất là anh em sẽ sấy cho phần mái này nó được dựng lên. Đó, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Hiện tại là khô đến 70% rồi đó các bạn. Đấy, thì cái đoạn này mình vẫn muốn nhấn mạnh với anh em một chút nữa, đó là đến cái giai đoạn này chúng ta sấy hai bên để cho nó vào giữa như này này. Đây, sấy bên này. Đó. Và sấy bên này nữa này.
đó, để cho hai bên nó được trụng vào giữa như này. Đó thì nó sẽ không bị bung xòe cái tóc của các bạn ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết hợp lược với máy sấy để tạo ra cái hiệu ứng phồng trên tóc tốt hơn nha. Đây, giai đoạn sấy đã xong rồi. Tôi đã có một cái form nền khá là ổn. Bây giờ các bạn chỉ cần dùng sáp xoa lên một chút. Cái tóc sport này nó có độ sơ ở trên phần ngọn ấy thì nó càng đẹp nha các bạn. Nên các bạn chỉ cần xoa sáp như này thôi, nó sẽ tạo ra cái độ sơ rối nhẹ ở trên tóc. Cái phần mái của mình nó hơi bị dài á, nên là đây nó vẫn chưa phải là một cái form chuẩn của kiểu tóc sport. Nên đối với anh em nào mà cắt tạo kiểu sport thì cái form nó ngắn hơn ấy thì vuốt nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây hơi bị dài phần mái ha. Ok, vậy là mình đã tạo xong kiểu sport và các bạn có thể thấy đấy, nếu như các bạn cắt đúng form của sport thì vuốt nó sẽ đẹp và dễ dàng hơn rất là nhiều. Đây là tóc của mình đã khá là dài, tuy nhiên mình vẫn có thể vuốt để nó dựng cái phần mái lên như thế này. Anh em có thể quan sát. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sấy xuôi cái phần tóc ở phần trên chưa xuống trước. Cứ sấy khô nó xuống đã. Đây. Sau khi phải sấy xuôi cái phần trên đỉnh này rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu sấy cái phần mái này cho nó bồng lên. Đây. Các bạn cũng có thể sử dụng lược để mà sấy. Như sau đây thì tôi sẽ sử dụng tay. Bởi vì khi mà chúng ta sấy bằng tay ấy, chúng ta có thể uốn tóc của mình. Uốn như này, vừa sấy vừa bóp tóc vào như thế này. Nó sẽ tạo ra các lọn tóc, nó cũng tạo ra những cái độ rối nhẹ ở trên tóc của bạn. Và nhìn nó sẽ trông nó trẻ trung và nhìn nó bay hơn rất là nhiều. Bắt đầu nhé. Đấy, và như các bạn thấy này, do cái hiệu ứng mà tôi vừa sấy vừa bóp tóc này, đó, nó tạo ra các lọn tóc nhìn nó rất là đẹp, rất là bay. Nó khác với cái kiểu mà chúng ta sẽ phải dùng lược chải như thế này thì nó nhìn nó sẽ hơi bị đều, hơi bị già dặn một chút. Hiện tại thì tôi đã sấy xong rồi, rất là nhanh chóng thôi. Nãy giờ mất chỉ chưa đến 2 phút và tóc nó đã vào form, nhìn nó rất là chắc chắn rồi. Các bạn thấy đấy, khi mà cái phần tóc mái nó vuốt dựng lên như thế này này thì nó sẽ làm kéo dài khuôn mặt của chúng ta ra. Nên vậy đây là một kiểu tóc mà nó rất là phù hợp cho tất cả các anh em. Nó đều làm cho chúng ta nó khoe được các đường nét trên khuôn mặt này. Nó làm cho mặt của chúng ta nó trông nó dài hơn, cũng có thể là tăng một chiều cao. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần vuốt sáp. Và cái loại sáp mà tôi thường hay sử dụng ấy, đây là con Kevin Murphy Rock Rider. Con này có giá bán trên 30 size store là vào khoảng 700.000. Và tôi dùng đến bây giờ là cũng khoảng tầm nửa năm trời rồi mà vẫn còn rất là nhiều luôn. Tôi cũng sử dụng rất là nhiều. Đây là một con sáp mà nó có trọng lượng lên tới 100g lận, nghĩa là cũng khá là nhiều. Nếu mà chúng ta tính ra với cái mức giá so với các con khác ấy, thì nó cũng không hề đắt hơn đâu. Và cái dòng sáp này ấy, thì nó cực kỳ phù hợp cho những cái bạn nào mà chất tóc dày và cứng như tôi. Vuốt lên nó cực kỳ ăn và tạo ra cái hiệu ứng rất là đẹp, mùi thì nó cũng rất là thơm. Nó rất là cái hợp với kiểu tóc này luôn và nó cũng làm tăng được cái độ phồng tương đối trên mái tóc của các bạn. Đấy, các bạn cần xoa sáp một chút lên thôi. Bởi vì tóc của chúng ta sau khi sấy đã có phồng sẵn rồi nên cái việc vuốt sáp cũng trở nên rất là dễ dàng. Đấy, các bạn có thể thấy chỉ vuốt qua một chút sáp thôi, tóc đã ra một cái hiệu ứng nhìn nó có lọn tóc, nhìn nó rất là mềm mại, rất là đẹp như thế này. Nếu mà không mà bị cái tóc chỉa như thế này thì tôi cá là cái mái tóc của tôi nó cũng trông cũng khá là đẹp. Tuy nhiên là cái bị phần chỉa này nó khó chịu quá. Chắc là phải nuôi tầm khoảng tầm 2 cho đến 3 tháng nữa thì nó mới đủ cái độ dài đến tầm đây, thì nó mới đủ vuốt lên được. Đấy, và các bạn thấy không? Chúng ta sẽ mất chỉ chưa đầy đến 5 phút thôi để tạo được một kiểu tóc quýt rất là đẹp, rất nhìn rất là trẻ trung và cũng rất là lịch lãm để vừa đi chơi, vừa đi làm, vừa đi học, kiểu nào cũng được. Đó, đây, gần như hoàn thành rồi. Các bạn có thể thấy nhìn trông rất là trẻ trung.
trông nó khác biệt so với hẳn, trông khác biệt hẳn so với cái lúc nãy mà tôi chưa vuốt luôn. Và đây cũng là cái lý do mà tôi chọn cái kiểu tóc này thay vì kiểu tóc layer, bởi vì nó đi chơi thì trông nó khỏe khoắn, trông nó năng động. Như vậy là vừa rồi thì tôi và anh Quân cũng đã chia sẻ, tiết lộ cho các bạn những cái tip phải nói là cực kỳ đơn giản luôn. Khi các bạn áp dụng vào ấy thì các bạn sẽ có một mái tóc cực kỳ đẹp. Và nếu như bạn nào mà muốn tóc của mình đẹp hơn nữa thì có thể uốn tóc. Khi các bạn uốn tóc xong ấy thì tóc nó sẽ gợn sóng này, và các bạn sấy nó sẽ vào nếp nhanh hơn. Và áp Lisap lên nữa thì nói chung là mái tóc của bạn nó phải hoàn hảo. Bạn nào mà sử dụng thêm được cả combo vừa uốn vừa nhuộm nữa thì không phải bàn về độ đẹp trai luôn. Thì tiện đây tôi cũng có một phần quà dành cho các bạn, đó chính là code giảm giá 20%. Các bạn nào lần đầu tiên đến với Barbershop để cắt tóc, khi các bạn đặt lịch, các bạn lên trong web barbershop.com và các bạn điền cho tôi dòng code BarbershopTV, các bạn sẽ được giảm giá 20% gói size combo 7 bước, tức là từ 100.000 giảm xuống chỉ còn 80.000 thôi. Đấy là dành cho những bạn lần đầu tiên đến Barbershop cắt tóc. Còn bạn nào đã cắt tóc nhiều ở Barbershop rồi và đã là thành viên của Shine Member thì khi các bạn uốn nhuộm, các bạn sẽ được giảm giá 10% dịch vụ uốn nhuộm nữa. Nên là tội gì, Tết đến nơi rồi, chỉ còn 2 tuần nữa thôi là Tết rồi, nên các bạn tranh thủ khoảng thời gian này. Barbershop vẫn chưa đông như có đoạn gần Tết đâu. Tranh thủ thời gian này các bạn đến luôn Barbershop và làm tóc đẹp trai để có mái tóc đẹp ăn Tết đi. Chứ đến gần Tết rồi thì Barbershop rất là đông. Bạn nào mà quên không đặt lịch đến thì chưa chắc được cái tóc đâu. Đấy, nên là tranh thủ để cái tóc đẹp trai luôn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ subscribe kênh Barbershop TV nhé.